Nam mô rồi con có hai câu hỏi kính mong sư giải đáp. Nhà con có một bàn thờ Quán Thế Âm Bồ Tát, con có nói với ba con là thỉnh thêm Phật Thích Ca Mâu Ni về nữa để sắp tới con có nơi để lễ lạy thực hành hạnh tôn kính Phật, nhưng ba con nói một tượng là đủ rồi và có ý không muốn thỉnh thêm. Sư cho con hỏi là con thỉnh thêm tượng Đức Phật nhưng tượng lại nhỏ hơn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thì có đúng pháp không? Và nếu con thỉnh tượng như vậy sẽ là trái với ý của ba, vậy có phải là tội bất hiếu không? Nó có hai ý. Nó có hai ý. Thứ nhất á, là cái bất hiếu, định nghĩa cái bất hiếu trước. Bất hiếu ở trong định nghĩa của Phật pháp á, thì nó không giống với cái bất hiếu định nghĩa của thế gian. Bất hiếu thì định nghĩa của thế gian là mình cãi lời cha mẹ thì nó là bất hiếu. Nhưng mà bất hiếu trong định nghĩa của Phật pháp á, nó cao cấp hơn nhiều dữ lắm. Cái bất hiếu đầu tiên là đó là gì? Không có nuôi dưỡng cha mẹ, nó là bất hiếu. Cái thứ hai, không có cung kính cha mẹ, nó là bất hiếu. Rồi không có giữ gìn tài sản được thừa kế từ cha mẹ, nó cũng là bất hiếu. Rồi có nhiều lắm, tôi chỉ đưa ra một vài cái ví dụ thôi. Nhưng mà có những cái bất hiếu nghiêm trọng nhất đó là gì? Cha mẹ sai mà mình không giúp cho cha mẹ sửa, đó là bất hiếu rất là nặng. Ví dụ như cha mẹ mình mà tà kiến, không có giúp cho cha mẹ mình có được chánh kiến thì nó là bất hiếu. Rồi cha mẹ mình không có giới mà mình không giúp được cho cha mẹ mình có giới thì nó là bất hiếu. Rồi cha mẹ mình không có niềm tin nơi Tam Bảo, mình không giúp được cha mẹ có niềm tin nơi Tam Bảo thì đó là bất hiếu. Cha mẹ mình không tin vào nghiệp và quả của nghiệp mà mình không giúp được thì đó là bất hiếu. Bất hiếu ở đây có nghĩa là mình không có hiếu. Mình không đền đáp được cái ơn giáo dưỡng của cha mẹ thì nó được gọi là bất hiếu. Có nghĩa là nếu như cha mẹ mình làm sai thì mình cần phải tìm cách nào đó để mình hướng dẫn cha mẹ. Sư đã có nói rất là nhiều về vấn đề này rồi, cho nên là bây giờ sư không có nói lại nữa. Còn cái vấn đề mà mình nói là mình thỉnh tượng Phật á, thì nó có những cái vấn đề như thế này. Đầu tiên là nếu mà mình không thỉnh được một cái tượng cho nó ngon lành về thì mình có thể tải cái hình Phật vào trong cái điện thoại, rồi khi mình cần thì mình kiếm cái chỗ nào đó nó sạch sẽ, nó trang nghiêm rồi mình lễ lạy cũng được, chứ không nhất thiết là mình cứ phải cái bàn thờ ngay ở trong nhà. Phải nói là sư khuyên là không có nên thờ Phật nếu mà nó mất trang nghiêm. Thà mình không thờ chứ còn mình thờ nó phải trang nghiêm. Như sư là có một vài cái nơi, một vài trường hợp, một vài chỗ sư không có thờ Phật, tại vì sư thấy là mình thờ ở chỗ này nó không được trang nghiêm cho nên sư không có thờ. Rồi mình nên tìm hiểu cái nguyên nhân chính xác là cái gì. Nguyên nhân mà thí dụ như là do ba sợ tốn tiền, hoặc là do thế này thế kia, mình tìm hiểu nguyên nhân cụ thể nó là cái gì, rồi từ đó mình có hướng giải quyết. Chứ còn sư nói là nhà quý vị thường đâu có thờ một cái tượng mà cao nửa mét, cao 1 mét đâu. Thường mình chỉ thờ cái tượng ở nhà, tượng nhỏ. Cho nên là mình mà bây giờ mình rinh rinh một cái tượng Phật mà rinh cái tượng nó bé tí thì nó mất trang nghiêm lắm. Thà mình không thờ, mình tải hình vào điện thoại, mình kiếm cái chỗ trang nghiêm rồi mình lễ lạy. Đối với cá nhân sư nó vẫn tốt hơn là mình kiếm cái tượng Phật nhỏ xíu mình để, giống như để lén lén để lên trên thì sư không khuyên. Nhưng mà như vậy nè, sư có một cái gợi ý, nếu mà quý vị muốn thì có thể nhờ bạn của mẹ.
Tại vì xưa giờ thì các ông chồng thì sẽ nể vợ, nó sợ vợ thì nhiều ông nhảy dựng lên, thì thôi xin nói là nể vợ đi, nhiều ông chồng nể vợ. Cho nên là nếu như mà quý vị thuyết phục được, kiếm được một cái người bạn nào của mẹ hoặc có quen biết với mẹ, đến thăm chơi rồi cái kiểu mà rồi tặng cái tượng Phật, sư nghĩ tặng cái tượng Phật, tặng tượng Phật cho mẹ, đừng có tặng cho cha, tặng cho mẹ. Rồi giờ lỡ giờ nhà tự nhiên phát sanh ra một cái tượng Phật rồi làm sao, thì phải để lên. Thì khi đó thì sư nghĩ là cha của quý vị thì sẽ khó mà nói được cái gì lắm. Rồi. Con có một phòng riêng và con thường xuyên đọc sách, làm việc trên phòng. Mẹ con mỗi buổi tối đều lên phòng và mở iPad nhạc rất to. Đôi lúc con muốn hỗ trợ mẹ để chỉnh nhạc nhỏ lại, nhưng tâm sân con mỗi lúc một nổi lên một nhiều. Có khi con kìm nén không nổi nên đã nói với mẹ rằng đêm nay con muốn ngủ một mình để làm việc. Khi thấy mẹ con lủi thủi đi xuống thì con lại cảm thấy hối hận. Qua hôm sau mẹ lên thì tâm sân của con lại khởi lên. Sư cho con hỏi là con phải làm như thế nào? Nhà có 3 phòng. Rồi. Mẹ là người ngủ chung với con. Thì nó như thế này. Tại vì á, bây giờ người nhà của mình thì giờ biết làm sao giờ? Nó khó ở chỗ như vậy. Là cái người hỏi á, sư không biết là quý vị có tu tập hay không và tu tập tới đâu rồi. Cho nên có những pháp mình nói ra thì rất là hay, nhưng mà xài không có được. Lý do là mình không có đủ năng lực đó. Không tin quý vị cứ mở những cái video gọi là tự vệ, hay những cái video hướng dẫn tự vệ, quý vị học đi, cứ học tự học rồi ra xài coi có được hay không. Sư không khuyên là đem ra xài đâu. Tại vì có khi mình xài ra nó quánh cho bằng mình. Thà mình không xài thôi, nó dí dao vô cổ thì thôi, có bao nhiêu tiền cứ đưa hết cho nó đi. Chứ còn sư nhớ câu chuyện cười thôi. Câu chuyện cười. Có một anh ảnh đi nghĩa vụ về. Rồi ảnh gặp cướp. Thì ảnh múa thì ảnh múa được 16 quyền. Ảnh múa được 8 quyền. Ảnh múa được 8 quyền. Để đối phó với tên cướp và ảnh bị đâm 16 nhát. Đó là một câu chuyện cười, có thể sư kể quý vị không thấy mắc cười, nhưng cái mà sư muốn nói là có những cái mình nhìn thì rất là hay mà mình xài không được. Cái lý do không phải là cái lý thuyết đó nó dở, mà cái lý do là mình không có điều kiện, không có sức mạnh, không có sự nhanh nhạy, không có sự mẫn cảm để mình thực hiện những cái chiêu thức đó. Thấy những cái video gọi là tự vệ, tự phòng vệ, người ta đoạt dao mình thấy hay lắm, mình xài đi để coi mình bị đâm mấy nhát. Cái chuyện mình tu cũng vậy đó. Có những phương pháp mà sư không có nói ra ở đây, bởi vì sư không biết quý vị tu tới mức độ nào. Mình nói ra quý vị xài không được, mất công quý vị sẽ nảy sinh một cái tà kiến, đó là cái phương pháp tu này xài không được, mà mình không biết được là do mình chứ không phải do phương pháp tu. Cho nên á, với cái vị này thì bây giờ sư tìm cái phương pháp đời nào để mà xài được bây giờ thì thôi. Nếu mà đi làm rồi á ha, sư chỉ có cái gợi ý là thôi bây giờ nếu mà mình đọc sách rồi mình làm việc thì kiếm một cái tai nghe, kiếm cái tai nghe mà nó có cái chức năng là cách âm, mình đeo lên rồi mình có thể mình mở cái gì đó ở trong cái tai nghe. Thí dụ như mình mở một cái tiếng mưa rơi ở ngoài thì ca hát mình nghe mình khó chịu, thì mình đeo cái tai nghe cách âm á, rồi mình mở lên trên các cái kinh á, mình mở tiếng mưa rơi, đừng có mở nhạc, sư không có khuyên mở nhạc, thì mình mở tiếng mưa rơi. Thì cái âm thanh đó nó sẽ làm cho mình
không có để ý những âm thanh bên ngoài nữa, rồi mình có thể tập trung vào công việc. Ừ.